Bà Phạm Thị Yến xin lỗi gia đình nữ sinh giao gà đúng ngày cúng 49 của nạn nhân. Sau khi bị chính quyền thành phố Uông Bí Quảng Ninh ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng, bà Phạm Thị Yến, Phật tử chùa Ba Vàng đã lên tiếng xin lỗi gia đình nữ sinh Duyên. Một ngày sau khi bị chính quyền thành phố Hạ Long Quảng Ninh phạt 5 triệu đồng vì hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, cụ thể là việc thỉnh vong báo oán tại chùa Ba Vàng thành phố Uông Bí, bà Phạm Thị Yến 49 tuổi, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vàng đã lên tiếng giải thích về sự việc. Trao đổi với phóng viên, bà Yến cho biết những ngày qua phải chịu áp lực lớn từ dư luận và báo chí, nhưng bà không ghét không giận ai vì ngoài việc tu tập thì những gì xảy ra xung quanh không quan trọng. Bà khẳng định việc tổ chức các buổi thuyết giảng về thỉnh vong cúng oan gia trái chủ để mọi người biết thuyết nhân quả mà sống tốt đẹp, làm điều thiện tránh điều ác, nên bà khuyên Phật tử khi làm lễ oan gia trái chủ cần cúng dường vào chùa Ba Vàng để giải nghiệp. Hơn 10 năm nay, mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa, quần áo có 2 bộ và không cần tiền tiêu. Nhắc đến những phát ngôn sốc khiến dư luận bức xúc, bà Yến cho biết không có ý định xúc phạm các anh hùng liệt sĩ và nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên. Khi giảng cho Phật tử, tôi đã nói nữ sinh bị sát hại bởi ác nghiệp tiền kiếp và duyên trong hiện tại, nhưng những kẻ sát hại cô gái rồi sẽ nhận quả báo thích đáng. Xã hội cần lên án, trừng phạt những kẻ ác đó để họ không tạo nghiệp nữa. Đây là cách lý giải theo thuyết nhân quả của Phật giáo, qua đó khuyên rằng mọi người bỏ ác làm lành để không gặp quả báo, dính lời bà Yến giải thích. Nữ Phật tử chùa Ba Vàng mong muốn được gặp gia đình nữ sinh bị sát hại khi đi giao gà để xin lỗi. Có thể họ chưa hiểu hết ý tôi muốn nói. Tôi tin khi gặp nhau, nghe tôi chia sẻ, họ sẽ hiểu và thông cảm. Gia đình họ đã đau khổ khi mất con mà còn bị hiểu nhầm thì khổ đau hơn nhiều lắm. Đó là việc lương tâm tôi can rứt và thấy cần phải làm, bà Yến nói. Về việc bị chính quyền thành phố Hạ Long xử phạt 5 triệu đồng, bà Yến nói sẽ tham khảo ý kiến luật sư và nếu đúng là vi phạm pháp luật thì sẽ nộp phạt. Tính từ ngày nữ sinh Cao Mỹ Duyên sinh năm 1997 ở Điện Biên bị sát hại đến nay cũng đã 49 ngày. Ngày hôm nay, gia đình cô gái xấu số làm các thủ tục tâm linh để mong em sớm siêu thoát về miền cực lạc. Chiều ngày 27 tháng 3, tâm sự với phóng viên Trí Thức Trẻ bà Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh xấu số cho biết, kể từ ngày con gái mất tích và phát hiện tử vong tại ngôi nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên đến nay, chưa một đêm nào bà ngủ ngon giấc. Ban ngày, bà chịu khó tạo cho mình bận rộn như làm việc nhà, đến thăm, chơi với bà con hàng xóm, người thân, cho khuây khỏa và cũng là để vơi đi nỗi nhớ con. Nhưng đêm về, khi nhắm mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, nghĩ đến con, nước mắt lại trào ra. Con trai bà Phạm Thị Yến đã nộp phạt 5 triệu đồng thay mẹ. Lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí, Quảng Ninh mang quyết định xử phạt đến nơi cư trú của bà Phạm Thị Yến. Nhưng bà Yến không có nhà, chỉ có con trai ở nhà nộp phạt thay. Trao đổi với zin.vn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí Nguyễn Mạnh Hà cho biết, bà Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Quốc Vàng chùa Ba Vàng đã không còn ở chùa và cũng đã rời khỏi nơi cư trú. Con trai của bà Yến đã tiếp nhận văn bản xử phạt và nộp phạt thay. Sáng ngày 27 tháng 3, lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã xuống đưa quyết định xử phạt cho bà Yến, nhưng bà Yến không có nhà. Khi trao quyết định xử phạt hành chánh, chỉ có đại diện tổ dân phố, phường và con trai của bà Yến, ông Hà cho biết. Trước đó, ngày 26 tháng 3, ngay sau khi báo chí phản ánh việc bà Phạm Thị Yến tuyên truyền vong báo oán gọi vong giải nghiệp đã thu tiền với hình thức công đức tại chùa Ba Vàng, chính quyền thành phố Uông Bí đã ra quyết định xử phạt hành chánh người này với số tiền 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nếp sống văn hóa. Bà Yến sau đó được cho là đã trở về nơi cư trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ông Hà cho biết, ngay cả con trai của bà Yến cũng không biết bà đang ở đâu, người này đã ký biên bản và nộp phạt thay cho mẹ với số tiền 5 triệu đồng. Chiều ngày 26 tháng 3, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khu vực phía Bắc đã có buổi làm việc để xem xét xử lý vụ việc thỉnh vong oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng. Theo kết luận được đưa ra sau buổi làm việc, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong khi chờ hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định cách chức theo đúng quy trình quy định tại hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần thứ 6.
Theo kết luận, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hối Đại Tăng, giao cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh làm thầy giáo giới cho Đại Đức Thích Trúc Thái Minh theo luật Phật. Tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ của trụ trì chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh. Sau loạt bài truyền bá chuyện vong báo oán ở chùa Ba Vàng của báo Lao động, nhà sư Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ Phó ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Chiều ngày 26 tháng 3, Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khu vực phía Bắc đã họp xem xét kỷ luật đối với trụ trì chùa Ba Vàng, Thích Trúc Thái Minh. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội, đến tăng đoàn. Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong khi chờ hội nghị. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định cách chức theo đúng quy định, quy trình tại hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu trình lần thứ 6. Theo đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh bị tạm đình chỉ toàn bộ chức vụ Phó ban Thông tin Truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Còn việc đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Ba Vàng thì sẽ chờ quyết định của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh ra quyết định. Sự việc đang quá lớn, được sự quan tâm của tất cả mọi người. Sự việc tại chùa Ba Vàng vừa qua đã làm ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Một lãnh đạo trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho hay, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, tên thật là Vũ Minh Hiếu, 52 tuổi, quê xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ông Minh ở lại trường làm giảng viên, sau đó chuyển công tác về Viện Nghiên cứu Chế tạo Máy của Bộ Công Thương, được bầu làm bí thư đoàn. Giữa năm 1998, ông cùng đạo tràng bắt xe vào Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt làm lễ phát Bồ Đề Tâm và đến tập sự xuất gia tại chùa Diên Phúc, Hà Tây cũ. Sau 2 tháng thực tập, giữa năm 1999, ông vào Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt xin xuất gia, lấy pháp danh là Thích Trúc Thái Minh. Năm 2001, sư Minh quay ra Bắc cùng góp sức xây dựng Thiền viện Trúc Lâm Viên Tử. Ông được ban lãnh đạo Thiền viện cử làm chi khách. Năm 2007, ông làm trụ trì chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh đến nay. Về vấn đề thỉnh đoan ra trái chủ gọi vong báo oán, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng khẳng định việc thỉnh vong là không đúng. Đây là dẫn dắt con người ta vào con đường tà kiến, mê lợi, là không đúng theo chính pháp. Tôi không trực tiếp tham dự lễ thỉnh vong tại chùa Ba Vàng, nhưng qua các clip đăng tải trên mạng xã hội thì có nhiều vấn đề chưa đúng với giáo lý nhà Phật. Như câu chuyện đem hình ảnh nữ sinh bị giết hại ở Điện Biên để giải nghĩa cho việc oan gia, trái chủ, hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật, chủ trương của giáo hội và không đúng với đạo đức xã hội. Tất cả chúng ta đều cảm thấy đau thương cho một con người bị giết hại dã man, mà lại lấy thứ mơ hồ của hành động kiếp trước để cho rằng đó là việc oan gia, là một sự ngụy biện cho một hành động tàn bạo trong xã hội là hoàn toàn không được. Tôi hoàn toàn không đồng ý với việc đó. Nó lại xảy ra ở một ngôi chùa nổi tiếng là chùa Ba Vàng là hoàn toàn không được, Thượng tọa Thích Đức Thiện nhấn mạnh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cũng đã có văn bản đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng về việc chấp hành danh mục hoạt động tôn giáo. Năm 2019, văn bản nêu rõ, qua giả soát theo dõi các hoạt động tôn giáo diễn ra tại chùa Ba Vàng, cơ bản thực hiện theo đúng danh mục chùa Ba Vàng đã đăng ký. Tuy nhiên chùa Ba Vàng còn có các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục đã đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể, như nghi thức thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, Hạ Long, Quảng Ninh, có pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện. Việc tuyên truyền giảng pháp của Phật tử Phạm Thị Yến đã gây ra những bất bình trong dư luận nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí yêu cầu trụ trì chùa Ba Vàng chấm dứt các hoạt động không có danh mục hoạt động tôn giáo năm 2019 đã đăng ký
và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Văn bản nêu rõ,